Năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương, tiến độ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Cẩm Khê đã đạt được kết quả tích cực. Nhiều hộ dân đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện tháo dỡ các công trình trên đất để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà nước. Đặc biệt tại các khu tái định cư đã có hơn 50 hộ gia đình xây dựng nhà mới. Gia đình ông Trần Văn Sự khu Văn Phú 2, thị trấn Cẩm Khê đang khẩn trương hoàn thành ngôi nhà mới khang trang tại khu tái định cư Đồng Mấy. Dự kiến căn nhà này sẽ xong phần xây thô trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn trong niềm vui phấn khởi của gia đình. Với hạ tầng được đầu tư đồng bộ, từ điện, đường giao thông và các hạng mục công trình khác, đến nay đã có hơn 50 hộ dân xây dựng nhà tại các khu tái định cư khu công nghiệp Cẩm Khê. Nhà tôi thì hai bố con thì là giúp liền canh liền cư là được luôn là hai thổ là 400 m2. Thế thì tiến hành là khi tôi nhận tiền đền bù xong là tôi tiến hành xây dựng luôn thuận tiện là một là đường trường trạm là nó gần tiện lợi cho bà con nhân dân và các cháu đi học thì nó cũng tiện lợi hơn. Hiện nay 5 trên 5 khu tái định cư dự án khu công nghiệp Cẩm Khê đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, trong đó có 4 khu tái định cư đã xây dựng cơ sở hạ tầng đầy đủ. Riêng khu tái định cư Đồng Bạc, thị trấn Cẩm Khê đang được huyện chỉ đạo đơn vị thi công gấp rút hoàn thành hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân nhận đất tái định cư, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, huyện đã tích cực tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, khẩn trương tháo rỡ các công trình nhà cửa, tường rào, cây cối, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà nước. Khi đã có dự toán để đền bù của nhà nước thì chúng tôi đã khẩn trương là là nhận và tháo rỡ cũng như là chặt cây cây cối để bàn giao mặt bằng. Đến nay thì gia đình chúng tôi và cũng như là bà con trong này cũng đã được giao đất ở ngoài tái định cư và cũng đã chuẩn bị để làm nhà mới ở ngoài tái định cư. Trong cái vùng số đỗ 184 hectare thì với tổng số 212 hộ dân thì đến nay chúng tôi đã phê duyệt phương án bồi thường của 175 hộ dân và tiến hành chi trả tiền bồi thường cho 102 hộ dân sau khi mà các hộ nhận tiền bàn giao thì chúng tôi chỉ đạo uh, ban quản lý khu nghiệp của công ty Đức Anh uh, tiến hành san gạt và tổ chức thi công san lấp mặt bằng để đảm bảo tiến độ và thực hiện các thủ tục liên quan để uh, thu hút các nhà đầu tư vào trong khu công nghiệp để hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Cẩm Khê theo chỉ đạo của tỉnh, huyện Cẩm Khê tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, tổ chức bốc thăm nhận đất tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại điều kiện để họ yên tâm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.